Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Phương Quế xin kính chào các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến và các khán thính giả của Đài Hồng Việt TV. Trang Thanh Lan kính gửi lời chào tán ngộ đối với khán giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2038 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến. Xin email về tienghachauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7817, 933-7818, 933-7819. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hậu Phương sẽ là một chương trình nhạc, ca nhạc đặc biệt để kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6 với sự góp mặt của hai ca sĩ. Thứ nhất là cựu quân nhân Trung Sĩ Nhất, Trần Tuấn Khải, anh cũng là ca sĩ Tuấn Khải, và bên cạnh đó là ca sĩ Băng Châu. Dạ vâng, mời anh Khải và Băng Châu gửi lời chào đến quý vị. Tuấn Khải xin kính chào quý vị khán giả của Đài Hồng Việt TV. Và chào ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chào cô Băng Châu. Chào Phương Quế và chào Trang Thanh Lan. Băng Châu xin kính chào quý khán giả của Đài Hồng Việt. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an. Dạ, Tiếng Hát Hậu Phương, Trang Thanh Lan, Phương Quế. Xin chào anh Tuấn Khải và chị Băng Châu. Chào nghĩa sữa. Chào nghĩa sữa. Hồi nãy em cũng lộn anh Trung Sĩ Nhất, phải không? Trung Sĩ. Anh là Trung Sĩ Trần Tuấn Khải. Cho thêm chức. Nhưng mà hồi nãy em nói gì anh? Trung Sĩ Nhất. Em là Trung Sĩ Nhất. Bữa nay nhân ngày quân lực. Em thăng chức cho anh phải không? Cảm ơn cô. Tự động thăng chức cho anh là Trung Sĩ Nhất. Em nói để em giật mình. Em nói, ủa, anh là Trung Sĩ mà. Tại sao mình lại nói Trung Sĩ là hôm nay ngày quân lực em tăng cho anh chức đó nha. Anh nhớ nha, 19 tháng 6 năm 2018. Hạ sĩ, Trung Sĩ. Trung Sĩ. Trung sĩ đang Trung sĩ Trần Tuấn Khải cho nên vậy cho xuống được lên là Trung Sĩ Nhất ngày năm nay. Tới thì lên là Thượng Sĩ. Năm tới anh lên chương trình em sẽ cho anh lên Thượng Sĩ. Đúng. Tại sao hôm nay á là Quế đẹo lưỡi anh biết không, là tại vì á là bằng cứ nhớ anh Quốc Anh, định mệnh Quốc Anh hạ sĩ nhất, anh Quốc Anh là hạ sĩ nhất đó, cứ nhớ anh Quốc Anh rồi định mệnh của anh lên, nhưng mà tại vì cái chương trình của mình không có đủ chỗ để ngồi đó, thành ra có hoa, có bướm, có anh áo rằng ri, rồi có Băng Châu này cho nó đẹp, thành ra anh của anh không lên ngồi được. Cứ nghĩ tên của anh muốn lên chương trình này, đưa anh lên chương trình này, nhưng mà nó cứ cần phiêu vậy thôi, tự động cho anh lên trước luôn. Nhưng mà biết không, mình á, cái thời anh em của mình tất cả là mình người phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Bốn đứa mình á là Băng Châu, Trang Thanh Lan, Phương Quế, mình là có điều phục vụ trong quân lực hết á. Đã từng đi hát tiền đồn, hát cho các anh chiến sĩ trên khắp bốn vùng chiến thuật. Đúng cũng vậy. Như là các binh chủng mình đều có đi hát hết á, từ hải lục, không quân, hải quân, rồi bộ binh, cái gì cũng có, nhảy dù, rồi thủy quân lục chiến, cái gì cũng có, hải quân, cái gì mình cũng có đi hát hết. Trên bốn vùng chiến thuật luôn. Nhưng mà sự thật mà nói đó, hôm nay là cái ngày quân lực mà anh em chúng ta hát rất là nhiều, mà chưa chắc chúng ta đã biết những cái ngày thành lập của các quân binh chủng và thành lập từ năm nào, và những cái logo chúng ta chưa chắc biết, cho nên là những cái thế hệ trẻ có thể là cũng không biết gì luôn, hơn chúng ta luôn. Thì nhân cái dịp này Tiếng Hậu Phương cũng muốn nhắc nhở cho các em thế hệ sau này, cũng như những người mà chưa có từng biết quân lực Việt Nam Cộng Hòa hành hình như thế nào, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về những ngày thành lập của các quân binh chủng,
Và sự thật mà nói sẽ có rất là nhiều sơ sót, là bởi vì tất cả đều lấy ở trên mạng Internet. Thành thử ra có khi là nó cũng không có được đúng lắm. Thì kính mong quý vị niên trưởng cũng bỏ qua cho. Và hoặc là có góp ý thì sẽ gửi thơ vào chương trình Tiếng Hậu Phương để góp ý cho Tiếng Hậu Phương. Mình làm cái chương trình năm tới nó có thể là hay hơn. Dạ vâng. Đây là những cái lời mở đầu cho cái chương trình ngày hôm nay. Vâng, sau cuộc di cư vĩ đại 1954, miền Nam Việt Nam hình thành một quốc gia tự do, phân cách với Cộng sản miền Bắc bằng dòng sông Bến Hải. Nhưng tham vọng của Cộng sản là muốn tiến chiếm miền Nam để nhuộm đỏ cả nước. Vì thế, cuộc chiến kéo dài gần 20 năm là không tránh khỏi, và quân dân miền Nam đã buộc phải lao vào khói lửa để ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng sản. Đây là một cuộc chiến toàn diện, toàn dân, toàn quân để bảo vệ miền đất tự do mà ai cũng thấy cần phải gìn giữ. Nói là cuộc chiến của toàn dân, toàn quân là bởi vì ở lãnh vực nào, quân, dân cũng đều có mặt. Từ những xóm làng xa xôi hẻo lánh với lực lượng địa phương quân, nghĩa quân, cho đến các tỉnh thành, các đô thị với nhân dân tự vệ, với các lực lượng cảnh sát thuộc đủ mọi ngành, cộng thêm với toàn bộ công nhân viên, các ban ngành của chính phủ, vấn đề an ninh trật tự của mọi người dân qua đó đã được gìn giữ trước những âm mưu phá hoại của Cộng sản. Còn về mặt chính quy thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa với đủ ba ngành hải lục không quân đã vừa tham chiến trực tiếp ngoài trận tuyến, vừa tiến hành một trận tâm lý chiến nhằm nêu cao chính nghĩa quốc gia và kêu gọi cán binh Cộng sản trở về với lý tưởng tự do dân chủ. Năm nay nhân ngày quân lực 19 tháng 6, Tiếng Hát Hậu Phương muốn ghi lại hình ảnh của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thuộc cả ba binh chủng hải lục không quân, để chúng ta, nhất là giới trẻ, có dịp nhớ tới những, tới cả một thế hệ oai hùng cách đây trên 40 năm đã từng oanh liệt và dũng cảm chiến đấu cho nền tự do dân chủ, cho sự tồn vong của Tổ quốc và cho an ninh, hạnh phúc của đồng bào. Vì thời gian có giới hạn nên tuy binh chủng nào, lực lượng nào cũng đều cần phải nhắc nhở đến, nhưng chúng tôi đành chỉ chọn lựa một vài binh chủng để trình bày. Đây là sự thu hẹp ngoài ý muốn, xin toàn thể quý vị vui lòng lượng thứ. Tuy quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập từ năm 1955, nhưng chính thức ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa là ngày 19 tháng 6 năm 1965, sau khi Việt Nam thành lập nền đệ nhị Cộng Hòa, do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu là Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Và đây là những người ngày thành lập của từng quân binh chủng. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày thành lập quân chủng bộ binh gồm có sư đoàn 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 25. Ngày 1 tháng 6 năm 1951, ngày thành lập quân chủng không quân. Ngày 6 tháng 3 năm 1952, ngày thành lập quân chủng hải quân. Ngày 29 tháng 9 năm 1954, ngày thành lập binh chủng nhảy dù. Đầu năm 1963, thành lập biệt cách dù. Ngày 1 tháng 11 năm 1951, ngày thành lập binh chủng pháo binh. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, ngày thành lập binh chủng lực lượng đặc biệt. Ngày 1 tháng 10 năm 1954, ngày thành lập binh chủng thủy quân lục chiến. Ngày 1 tháng 7 năm 1960, ngày thành lập binh chủng biệt động quân. Ngày 1 tháng 4 năm 1955, ngày thành lập binh chủng thiết giáp. Ngày 24 tháng 4 năm 1950, ngày thành lập cảnh sát quốc gia. Ngày 4 tháng 9 năm 1959, ngày thành lập binh chủng quân cảnh. Ngày 1 tháng 2 năm 1951, thành lập binh chủng truyền tin. Tháng 9 năm 1951, thành lập ngành công binh. Ngày 8 tháng 4 năm 1955, ngày thành lập lực lượng địa phương quân và nghĩa quân. Ngày 5 tháng 1 năm 1965, ngày thành lập nữ quân nhân. Ngày 12 tháng 2 năm 1951, ngày thành lập quân y. Ngày 1 tháng 5 năm 1952, ngày thành lập Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Văn phòng Tổng tham mưu trưởng, phòng 1 Nhân sự, phòng 2 Tình báo, phòng 3 Tác chiến, phòng 5 Tâm lý chiến, phần 6 Phòng 6 Phản gián, phòng 7 Trinh sát kỹ thuật, phòng Tổng quản trị, Tổng thanh tra quân lực, Tổng cục Chiến tranh chính trị, Cục chính huấn, Cục tâm lý chiến, Bị đoàn văn nghệ Trung ương, Cục xã hội, Cục quân tiếp vụ, Tổng nha tuyên úy, Tổng nha động viên, Tổng cục tiếp vận, Tổng cục quân huấn, nha kỹ thuật, nha an ninh quân đội, dân vận chiêu hồi, Bộ tư lệnh địa phương quân và nghĩa quân, Trung tâm viễn thông, Trung tâm truyền tin chiến thuật, Trung tâm hành quân, Đoàn nữ quân nhân. Nha quân sản thuộc Bộ Quốc phòng thành lập năm 1966. Ngày 1 tháng 6 năm 1956, ngày thành lập Thiếu sinh quân. Và sau đây là sơ lược lịch sử thành lập Bộ Thông tin. Khoảng năm 1952, dưới thời Đức Quốc trưởng Bảo Đại, Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đã có cấp Tổng nha Thông tin. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, dưới thời đệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập Bộ Thông tin và Bộ trưởng đầu tiên là ông Trần Chánh Thành. Năm 1960, Bộ Công dân vụ ra đời, gồm hai Tổng nha và một Tổng đoàn. Tổng nha Thông tin, Tổng nha Thanh niên và Tổng đoàn Công dân vụ đặc trách công tác chiêu hồi trực thuộc Phủ Tổng thống. Rồi theo nhu cầu thời cuộc, khi chiến tranh mở rộng, các nội các kế tiếp từ đệ nhất Cộng hòa đến đệ nhị Cộng hòa, Bộ Thông tin thành Bộ Thông tin và Chiêu hồi hoặc Phủ Tổng ủy Dân vận, vân vân. Bộ Thông tin và Bộ Chiêu hồi thỉnh thoảng tách ra hai bộ riêng rẽ, có khi gom lại thành một. Đó là do nhu cầu tình hình của đất nước. Dù tách ra làm hai hay nhập lại thành một, thì nhiệm vụ của người cán bộ trên vẫn không thay đổi. Vừa rồi là tóm tắt sự thành hình của quân binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa qua thu thập ở những mạng Internet. Có những gì thiếu sót thì kính mong quý vị niên trưởng, quý vị bậc trưởng thượng niềm tình tha thứ cho và góp ý xây dựng. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Trước hết thì kính thưa quý vị, Băng Châu rất là cảm ơn Phương Hồng Quế cũng như Trang Thanh Lan đã bỏ công để mà nghiên cứu và viết nên cái bài này thật là giá trị. Mong rằng quý vị không phải niệm tình mà phải là cảm ơn Phương Hồng Quế rất là nhiều. Băng Châu cũng chỉ biết mơ hồ thôi mà ngày hôm nay thì được biết rõ rất là nhiều điều học từ Phương Hồng Quế. Cảm ơn Phương Hồng Quế. Dạ không dám đâu Băng Châu. Băng Châu nói như vậy thì nghĩa là chị em chúng ta tự khen nhau thôi. Không phải tự khen nhau mà thật lòng đó, mình bỏ cái công ra đó không có dễ để cho giới trẻ hiểu được là ông cha mình như thế nào. Ngày xưa quân binh chủng nó hào hùng như cỡ nào, và đặc biệt là cái ngày 19 tháng 6 khi mà cuộc diễn hành đó, trời ơi nó oai hùng mà nó hùng tráng đến mình cỡ nào. Coi trên TV đó. Nhìn thấy có lẽ mấy clip video cũ rồi coi mà lòng mình bồi hồi xúc động từ ngay hình ảnh, phải không anh? Tới những cái chiến sĩ mặc những bộ quân phục đi trên đường phố rồi nhạc rất là hay. Quá hay. Thiệt là giá trị lắm. Không bao giờ mà mình quên được hết. Cái đó là những cái mà dấu ấn, nghĩa là trong đầu của mọi người, tất cả chúng ta ai cũng đều phải ghi nhớ những hình ảnh oai hùng của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Thì để chào mừng ngày 19 tháng 6, ngày quân lực, thì kính mời quý vị thưởng thức bài hát Mừng ngày 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sáng tác của nhạc sĩ Mai Đằng. Trên
thủ đô với bao chiến công lây lừng. Con người em gái đón chào vòng hoa chiến thắng. Thương người chiến sĩ vững bền tay súng quê hương. Mười chiến thắng sau là ngày quân dân bất diệt. Quyết tâm vì nước chung sức đánh tan ngoại xâm. Mười chiến thắng sau của người chiến sĩ Cộng hòa. Hẹn ngày chiến thắng cờ vàng bay khắp non sông. Mười chiến thắng sau là ngày đón lập Việt Nam. Núi sông khắp nơi rộn rã bước chân hùng anh. Một thời chinh chiến đời trai bốn phương vây vù. Quyết tâm dựng xây một nền dân chủ tự do. Mười chiến thắng sau đoàn quân tiến về oai hùng. Bước trên thủ đô với bao chiến công lây lừng. Có người em gái đón chào vòng hoa chiến thắng. Thương người chiến sĩ vững bề tay súng quê hương. Mười chiến thắng sau là ngày quân dân bất diệt. Quyết tâm vì nước chung sức đánh tan ngoại xâm. Mười chiến thắng sau một người chiến sĩ Cộng hòa. Hẹn ngày chiến thắng cờ vàng bay khắp non sông. Mười chiến thắng sau một người chiến sĩ Cộng hòa. Hẹn ngày chiến thắng cờ vàng bay khắp non sông. Cái bài này thì em thấy trước mắt mình là những đoàn diễn quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta lúc đó. Từng quá bước. Những binh chủng hải lục không quân, nhất là các anh hải quân mà bận một đồ trắng, rồi các anh lính mà bận đồ bông. Ôi trời, thấy hoài hùng. Bây giờ mình coi lại mới thấy là tại hồi đó còn nhỏ quá. Mỗi binh chủng nó một cái vẻ đẹp riêng. Đúng. Và binh chủng nào cũng rất là hoài hùng. Bộ đồ nào cũng quá đẹp luôn. Anh đi lính từ năm nào thưa anh? Anh đi năm 1963. Anh xong đi 1963. Wow. Bắt đầu vô quân đội. Yeah. Lúc anh đi hát chưa thanh? Lúc đó là anh ở ngoài, anh đã đi hát rồi. Yeah. Hát ở trong mấy cái đăng sinh, nói cho đúng mình lúc đó mình cũng còn nhỏ mà. Mình hát cái đăng sinh cũng nhỏ chứ không có lớn lắm. Thì lúc đó mình đưa đi hát, thì có lệnh mùa dịch á, tới có thủ mùa dịch. Thì anh mới đăng vô anh thi đậu. Thì đậu thì lúc mà anh vô xong rồi từ ở chỗ vô văn văn nghệ rồi đi phục vụ luôn. Từ lúc đó là trở thành chiến sĩ trong cái ngành chiến tranh chính trị luôn. Rồi anh có đi huấn luyện mấy tháng không anh? Có đi huấn luyện cũng mấy tháng, nhưng mà huấn trường nào? Lúc mình văn nghệ đó thì mấy ông cũng đỡ hơn mấy người mà phải mình đi không chiến đấu. Không có phải lặn lội mà là cũng là cũng có một số ưu ái hơn. Cũng phải có tập chứ. Dạ, cái lúc em có bò này cái đó không? Không anh. Mấy đó là phải chiến đấu, phải ra tác chiến đó. Cái lúc đó nói cho đúng quân đội mình cũng cần có những người văn nghệ, chiến sĩ văn nghệ để đi công tác, để ủy lạo chiến sĩ, để mừng những cái chiến công của các chiến sĩ. Cho nên lúc đó cái văn nghệ nó cũng cần, trong quân đội cần. Mà đầu tiên là anh vô tiểu đoàn 30 cho đến lúc mà 75 luôn hay sao thưa anh? Lúc đó là anh chưa tiểu đoàn 30. Anh ở trong địa phương quân. Địa phương quân trước. Lúc đó là nếu mà Phương Quế biết trung tá Ngô Công Biên không, tức là ca sĩ ca sĩ gì Nghĩa, tự nhiên quên rồi, ông Hiếu Nghĩa hay gì đó. À đúng rồi. Ông Hiếu Nghĩa là ca sĩ mà ông về sau ông làm trung tá trong quân đội luôn. Tụi em không. Từ ngày đó là anh vô lúc đó rồi sau mới chuyển qua tiểu đoàn 30. Yeah. Nhưng mà hồi xưa là em mới đi hát năm 68 thì có đi hát chung với anh Tuấn Khải ngoài Đà Lạt. Hát nhiều. Lần đầu tiên ra khỏi nhà mà bị anh Tuấn Khải chọc một cái gì khóc và chứ tù lâm chửi anh Tuấn Khải quá chừng luôn. Và nhớ lúc đó anh hát cái bài 13 tuổi lính á. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Lúc đó thấy ái mộ anh Khải dễ sợ luôn. Wow. Rồi mới ra ngày mấy chục năm mà còn dạ nhớ. Mới ra đời mà đi hát với chú tù lâm. Nhớ theo Vít Phan Cô. Đúng rồi. Thời đó là cái thời mình còn trẻ mà. Đó, rồi em còn trẻ lắm. Lúc đó em mới mười mấy tuổi. Rồi, em đi công tác mà nghĩa là biểu đoàn văn nghệ trung ương lúc đó đó thì là lại sát nhập với tiểu đoàn 30 Biên Hòa. Lúc đó là gặp anh đó. Đúng rồi.
lúc đó đôi khi có những cái công tác mà phải cần hỗ trợ, bị đoàn xuống hỗ trợ với 30 cho đúng, không có đủ ca sĩ. Dạ. Ca sĩ thì ít hơn, cho nên lúc mà những cái đại hội lớn hoặc là những cái buổi mà cổ động quỹ lão chiến sĩ nhiều đó, phải nhờ các cô dưới tiểu đoàn tăng cường. Bi đoàn văn nghệ trung ương với tiểu đoàn 50 đúng thì rồi. Ở trên đó thì nhiều ca sĩ hơn. Dạ. Dạ, thì lúc đó là lúc em gặp anh đó. Dạ. Mấy đúng anh rồi. Em mình cũng là mấy chục năm ha anh. Mấy anh em mình quen. Dạ. Thì với chị Băng Châu thì chị Băng Châu là hồi xưa là chị Băng Châu hát cho cái chương trình chính trị như nào? Hồi xưa đó thì cái thời gian đó Châu còn đi học, cái là lén ra cái lúc mà nghỉ hè đó thì đi vô tiểu đoàn 40 chiến tranh chính trị có một thời gian ở quận ở 4. Cần Thơ quận 4 đó, thì đó là tiểu đoàn 40. Cứ mỗi một vùng á là rồi, vùng 1 thì tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 20, 30. Đúng. Đó rồi tới 40 là ở miền Tây. Thì có một thời gian ngắn Băng Châu cũng cộng tác ở đó. Nhờ vậy thành ra mới gặp được tất cả các ca sĩ Sài Gòn xuống. Kể lúc mình mà xuống đi mình gặp Châu đó. Chiến sĩ thì đó có Phương Hồng Quế. Gặp Xuân Mai mà. Sao Băng. Xuân Mai. Hồi đó còn là hồi đó đâu có phải Băng Châu. Xuân Mai. Học sinh Xuân Mai lúc mà mình gặp bồ với Cần Thơ đó chỗ nào 40 đó, đó là Xuân Mai. Phương Hồng Quế trời ái mộ quá rồi thấy ba đi với là gì? Ban tâm ca Sao Băng có anh Thanh Phong, Phương Đại, anh Duy Mỹ. Nổi tiếng. Trời ơi ái mộ. Chi Bảo. Đúng rồi, lúc đó Băng Châu còn đi học. Chị Băng Châu là như vậy là chị phục vụ là lần đầu tiên ở dưới vùng 4 phải không? Dạ vâng. Tại vì Băng Châu ở Cần Thơ. Dạ. Đúng rồi. Quê Cần Thơ mà. Cần Thơ. Rồi sau đó đấy, vẫn còn đi học, rồi sau đó mới cũng vì gặp mấy người bạn ở Sài Gòn đi xuống đó, rủ rê, mình mới xách khăn gói nghĩa là bỏ quê lên Sài Gòn cuối năm 70. Ông mà Băng Châu có một thời gian cũng nổi lắm. Trong cuốn phim gì đó phải không? Dạ. Nhớ là dạ Châu. Không thì cũng nhờ, phải nói đầu tiên là nhờ Phương Hồng Quế. Không, trước đó đó thì hồi còn học anh lớp anh Văn đó. Do anh là anh Tăng Tùng Cang là gia đình đó là dạy anh Văn. Thì anh quen, gia đình đó quen rất là nhiều nghệ sĩ, từ những nghệ sĩ nổi tiếng nhất, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Tuyền, rồi Phương Hồng Quế, rồi nghĩa là nghệ sĩ nổi tiếng là đều phải đến cái trường đó. Cho nên mình gặp mình ái mộ quá, bỏ học đi theo. Đi theo nghề hát. Thanh Lan. Dạ. Em nói sơ ba. Mình có những cái lời em kinh nhắn. Em là cũ rồi. Có anh em nói sơ ba, bữa nay anh em mình... Bây giờ anh phỏng vấn em nói cho tự nhiên em nói, em đâu nói được. Dạ. Em quen phỏng vấn người ta. Thì em là một em bé... 16 tuổi bước ra đời đi hát cho chú Tùng Lâm. Chú Tùng Lâm là người dẫn dắt em vào làng văn nghệ. Và lúc đó là em là bé Liễu, Nguyễn Lị Liễu. Rồi sau đó chú Tùng Lâm mới đặt tên em là Trang Thanh Lan. Và lần đầu tiên em ra khỏi nhà em hát cho chú Tùng Lâm là đi Đà Lạt. Đúng. Và gặp anh Tuấn Khải và Vic Fanco. Thì em biết á, anh là ở trong Tùng Lâm trước em luôn. Em biết, dạ em biết mà. Đó rồi sau em vô đó là bắt đầu anh em mình biết nhau. Từ đó dạ, đi hát các đại nhạc hội này kia là dạ, anh em gặp nhau hoài. Đó là sơ lược cốt truyện của em rồi. Nhưng mà thật sự, kính thưa quý vị, nói chung là nghệ sĩ nào mà có chút tên tuổi đều đã từng đi hát để quỹ lão các anh chiến sĩ ở các tiền đồn. Có những lần mà Quế biết đó là mình đi hát chung, mình nhiều khi đang hát đó rồi bị bị phóc kích, phải chung với chung với Hầm. Chị Châu có bị không? Bị rất là nhiều lần. Có. Rồi có một lần đi hát Mỹ Tho là pháo kích chết nhiều người lắm. Rồi cũng phải chung với Hầm nữa. Thường thường mà đi hát cũng rất là nguy hiểm. Hát cho các anh chiến sĩ nhưng mà mình nghĩ mình lâu lâu mình đi ra mình đi bằng trực thăng. Mình đã thấy sợ rồi, huống gì các anh nó giải nắng dầm mưa. Thành ra mình nghĩ mình phải nói là mình mang ơn những người chiến sĩ đã bảo vệ quê hương. Để cho mình ở trong hậu phương mình có cuộc sống yên ổn. Cả cuộc đời hy sinh cho hậu phương. Có những tin nhắn nào? Dạ, có cái tin nhắn của chị Bạch Mai đến với chương trình của chúng ta. Em xin phép anh Khải với chị Châu cho em được đọc. Chị Bạch Mai ở Florida. Chào chị Bạch Mai. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Hậu Phương mời đủ nhiều ca sĩ. Cho chị gửi lời thăm các anh chị em trong đài được nhiều sức khỏe. Hôm nay 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các ca sĩ hôm nay mặc áo dài màu lính đẹp lắm. Chị nhớ hồi trước Băng Châu, Phương Quế đi hát mặc đồ lính rất là đẹp. Cho chị gửi lời thăm Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Nghĩa Sữa và hai khách mời. Cho chị yêu cầu bài Quyết Tiến. Cảm ơn đại rất nhiều. Quyết Tiến, ta nhân dân là hồng. Ta ra 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 ra. Để mình đọc theo một cái bài đó mình không có chuẩn bị. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều bài. Hôm nay là hát nghe về ngày các ngày quân lực, hải lục không quân vân. Để xin phép anh Hùng Ca. Để có một lời nhắn nữa của anh Phương Lục Arizona.
yêu cầu Trang Thanh Lan hát bản điêu nguyện cầu để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam một ngày nào đó không còn cộng sản, không còn buôn dân bán nước, để chúng ta sớm về hội ngộ với gia đình. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Bài đó thì em thuộc, nhưng mà chương trình hôm nay là rất là dài, thưa anh, em sẽ hát một đoạn để tặng anh Phương Lục hát chay không biết tâm gì luôn. Tông đô. Hãy lắng tiếng nói vang trong đêm trường này người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Quê hương yêu dấu ơi, nghe hận thù mẹ Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thanh bình mẹ Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thanh bình. Thằng Thanh Lan ơi, Việt Nam yêu dấu ơi. Thằng Thanh Lan hát bài đó anh nhớ. Bài giờ cô nhớ không? Biết phân cô. Biết phân cô hát bài đó, anh chỉ biết phân cô đó. Biết phân cô đó là anh đắng nót từng chữ từ chữ. Yeah. Mà ông hát đại nhân hội rất là thành anh công. Anh Phương Lục bữa nay giống của thằng Giao Cách Cảm với anh Khải. Dạ, cái bài đó là thích nhất là câu mẹ Việt Nam yêu dấu ơi, bao giờ thanh bình. Với cái tình trạng đất nước mình á, không biết chừng nào. Bài này rất là thích hợp thích trong hợp, cái thời điểm này. Trong cái thời điểm này rất là thích hợp. Biết bao giờ mới thanh bình, biết bao nhiêu cuộc biểu tình ở trong nước để mà tới bây giờ thanh đó vẫn còn tiếp tục biểu tình. Nhưng mà hay nhất á, là nếu mà các bạn thấy trên mạng xã hội, hay nhất là cái người dân ở Mỹ Tho. Mỹ Tho, Bến Tre, phải nói ngày mới xưa là thằng Đồng đã nuôi các anh này lớn lên. Đã nuôi cán bộ cộng sản không đó. Khi mà những cái chỗ khác họ nói họ còn ngại chút là đã đúng đảo rồi. Trung Quốc, đúng đã rồi. Đảo nghĩa là cái luật 99 năm. Dạ. Nhưng mà người dân Mỹ Tho ngắn hay gọn. Nhất, không, ở trong cái đã đảo cộng sản bán nước. Đó, nhiều đó. Cái đó rất ngắn là gọn, hay. Có nhiều đó. Rất là hay. Phải nói người Nam mình phải nói là không sợ chết. Tại vì họ đã từng nuôi những người cán bộ và bây giờ họ thấy cái đất nước họ hiểu rồi. Cho nên họ thẳng thắn họ nói luôn. Nói chỉ có mấy chữ thôi. Đã đảo cộng sản bán nước. Mấy chữ thôi mà thấy rất là khí thế luôn. Em nguyên cái tỉnh Mỹ Tho luôn. Sáng nay em mới coi. Dạ, rất là xúc động. Dạ vâng. Bây giờ để mình trở lại chương trình ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng nhau hát cái bài Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa Hạnh Phúc. Mà dạ, cũng xin nói thêm là thời tiết ở Cali của chúng em hôm nay là nắng nắng mưa mưa, nóng nóng lạnh lạnh, cho nên các mấy anh em đều bị khang tiếng hết. Thưa quý vị, nếu có gì sơ suất thì hãy tha thứ cho chúng em. Anh Khải khang tiếng, Phương Quế cũng khang tiếng, tất cả đều bị bệnh hết. Nói cho đúng, anh em mình mấy hôm nay cũng như hát cái vụ cũng đi hát cái biểu tình, biểu tình mình ra mình hát đó. Mình hát mình la quá, hát nhiều quá mình la luôn là nó bị khang tiếng. Mấy hôm nay Quân Việt Nam Cộng Hòa Hạnh Phúc nghe. Quân gieo loạt hát vang, quyết chiến thắng, thề một lòng, chúng sẽ xây Việt Nam quang vinh. Phá tan tành ầm ầm đoàn quân xông pha, thép hai linh tuôn đường giết tan quân thù. Đoàn hùng binh say xưa như trong trận xưa, ta anh hùng đời đời lưu quân Việt Nam. Xa người xa người, toàn trong mây.
thùng bi trong sương lớn gió sẽ vò. Đi 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 lời thề nguyện tung cương thiêng thi gan trai đời hùng cường quyết chiến đấu là quân ra đi. Đây đoàn quân ra đi nghiệp đã mang theo thiên hùng ca tâm tươi trời nam quân phương. Âm âm đoàn quân sông pha thép oai linh tung gươm giết tan quân thù đoàn hùng binh say sưa như trong thời xưa ta anh hùng đời đời đoàn quân Việt Nam xa nhìn thật thoáng trong mây thật thoáng trong mây quân Nam chập trùng quân Nam chập trùng dây thành liên quan tiến lên muôn đời đoàn quân Việt Nam. Anh tưởng là không có đếm nữa. Đếm chứ. Dạ. Nãy mình có đếm mà. Thôi nhưng mà mình gấp rút liễu hay quá. Quý vị cũng thông cảm là như thế này. Đáng lẽ anh là lính anh phải đếm hướng dẫn tụi em. Chàng tên Lan hay quá. Không có đếm. Anh dậy ngủ rồi. Có. Ok anh dậy ngủ rồi anh quên phải không? Xuống trở lại trung sĩ. Không. Cho xuống chức trung sĩ rồi. Hồi nãy trung sĩ. Cho anh xuống. Hồi nãy mình tập có đếm mà. Kính thưa quý vị, cuối cùng ngày hôm nay đó thì Băng Châu thấy Phương Hồng Quế, anh Tuấn Khải là lính rồi, Băng Châu thì cũng không phải là lính, nhưng mà người đáng ngưỡng mộ ngày hôm nay là Trang Thanh Lan. Cho một tràng nắm tay cho Thanh Lan. Dù gì? Là vụ đếm đó. Quá hay luôn. Vụ đếm. Thuộc tuần, thuộc tuần. Thôi chờ bà không thấy anh đếm. Cũng vui. Anh tự đếm. Sự thật mà nói thưa quý vị là anh chị em chúng tôi mỗi đứa một phương. Rồi mạnh ai nấy là tập thôi. Đến đây thì khoảng chừng khoảng có trong vòng 20 phút cho đến là 25 phút để mà ráp với nhau thôi. Thành thử ra là cũng rất là nhiều cố gắng. Cảm ơn anh Tuấn Khải, cảm ơn Băng Châu đã bỏ thì giờ ra để mà chị tham Băng gia Châu cái chương trình này. Mà... Chị Băng Châu nói chương trình nào thì chị không có giờ, nhưng mà chương trình 19 tháng 6 thì chị nhất định chị phải tới đây vì Tiếng Hát Hậu Phương cũng vì các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn chị rất là nhiều. Không có gì. Cũng như Tuấn Khải. Tuấn Khải rất là yêu mình mở lời là anh Tuấn Khải nhận lời liền. Rồi hôm nay Khang Tiến cũng ráng đi luôn. Rất tiếc là Khang Tiến cho nên ví dụ là... Khang Tiến mình là hát 13 tuổi lính nổi không anh? Không nổi, nó thiệt tình. Bây giờ anh xuống tông được không? Không được, anh hát mà sợ nghe kỹ lắm. Thôi một chút anh xíu nữa đó anh tự giật xuống thôi. Tông đi. Hát vài câu, hát vài câu đi. Bây giờ sau đây em xin phép anh có một cái tin nhắn của anh Hiệp Trương. Chào anh Hiệp Trương, một khán giả rất là trung thành của Tiếng Hát Hậu Phương, anh Hiệp Trương ở San Jose cho gửi lời thăm ba cô ca sĩ Băng Châu, Thanh Thanh Lan, Phương Hồng Quế và người lính chiến hữu Tuấn Khải, Nghĩa Sữa. Nhân dịp ngày quân lực mong các cô hát nhiều bản về lính. Và nghe nói cô Băng Châu đi hát sau Thanh Thanh Lan, Phương Hồng Quế nhưng mà không biết năm nay đã được bao nhiêu rồi mà sao còn trẻ thế. Kỳ trước tôi rất ngưỡng mộ cô Châu. Cô Châu Khu chứ, không phải Châu Khuôn. Các em nó không biết Châu Khuôn. Châu Khuôn, biệt danh của cô Băng Châu từ trước năm 75. Tại sao là Châu Khuôn, có thể nói cho khán giả biết? Kính thưa quý vị, thì thật ra vấn đề mà có cái tên Châu Khu đó là cũng đã có nhiều người phỏng vấn. Nhưng mà Băng Châu bây giờ ngày hôm nay nói rất là ngắn gọn là năm 1971 có cuốn phim Trần Thị Diễm Châu, là một cuốn sách của nhà văn Dương Anh đã được quay thành bộ phim. Và cái cô này có biệt danh là Châu Khu là tại vì lúc đầu cổ là một cô nữ sinh con nhà hiền lành, sau đó cổ cuộc đời nó đã đưa đẩy cổ đến cái nước đường, cổ trở thành một người vũ nữ rất là nổi tiếng và rất là đẹp. Rồi cổ mới trả thù đời, cổ mới hút thuốc khua và bắt đầu hành hạ đàn ông, dùng cái sắc đẹp mình
À, cho nên cổ mang cái biệt danh là Châu Phu, là hút thuốc cua hồi thời đó. Hút thuốc hả? Dạ, hút thuốc cua. Tức là chữ nữ chúa Châu Cua. K-O-O-L. K-O-O-L. Cua đó. Hai chữ O là dạ, hai chữ O đúng rồi. Giống như là ngày xưa là có cái thuốc cua nó the the đó. Và cái thời mà có quân đội Hoa Kỳ đến Việt Nam. Để trả lời anh Hiệp Trương là chị Băng Châu lớn hơn chúng em, bây giờ mới kêu bằng chị. Thì trong ba đứa chúng em là Phương Quế hát trước, rồi tới em hát sau, tới chị Băng Châu. Tại chị Băng Châu lúc đó là nữ sinh Xuân Mai còn ở Cần Thơ. Chưa có lên thành phố. Chị Châu lên thành phố rồi chị Châu mới trở thành một ca sĩ Băng Châu. À, nói thật ra thì không biết nhiêu tuổi mà lớn hơn hai Thanh Xà với Bạch Xà 3 tuổi. Nếu quý vị nào biết tuổi Phương Nguyễn Thanh Thanh thì đoán được tuổi Băng Châu. Nếu mình không muốn nói tuổi mà sợ mọi người giật mình phải không? Đây là ba bô lão. Tại như quý vị biết là ba chúng em ở bên Việt Nam giờ là chào cụ ạ. À. Nếu mình ở Việt Nam là chào bác, chào cụ đó chứ. Chào cụ. Nhưng mà mình ở bên này thì nó khác. Ông bô lão mà bên kia cũng bô lão rồi. Biết không? Các cụ á. Anh nhớ mãi câu của ông Bùi Bảo Trúc, ông nói. Dạ. Mình đừng có sợ mình già. Ừ. Mình già là được cái phước. Đúng. Cứ như người trẻ mình đã chết trước mình rồi. Dạ. Ông già mà mình vẫn còn ngồi đây mình hoạt động văn nghệ, phục vụ cho cộng đồng. Là mình được dạ. Tức là qua 60 là chúng ta đã có cái phước rồi. Hơn phước mỗi ngày. Giống như người Mỹ nói, cái tuổi age just number. Nó không có ăn thua gì hết. Đó. Phan Sinatra đó, ca sĩ Phan Sinatra 82 tuổi mà còn đứng thì không ăn được. Dạ, trời quá hay. Mình phải noi gương. Dạ, cho nên bốn anh em mình ráng nha anh. Dạ. Ráng tới bốn bô lão mình, bữa nay bốn bô lão mình là quyết chiến đó nha. Ráng còn mấy cái bài nữa cũng khó lắm á, tẹo họng lắm á. Bà Băng Châu tập hát quý vị biết không? À, tập hát mà cổ nghe mà cổ nó cũng cứ gọi điện thoại nói hoài. Trời sao nó tẹo họng dữ vậy? Kính thưa quý vị, thú thật á là những cái bài hát này đó phải nói lần đầu tiên trong cái chương trình ngày hôm nay Băng Châu mới hát. Nghe thì là nghe nhiều. Như là cái bài mà Băng Châu mà biết nhiều nhất phải nói là bài Lục Quân Việt Nam. Thì cái bài này nó phổ thông. Chị nãy hát lớn quá trời. Hát đầy khí thế là bài gì? Còn mấy bài kia chắc bộ. Không, nhưng là thú thật là lần đầu tiên là Băng Châu mới hát những cái bài này đó. Đúng hồi nào giờ mình hát những cái bài tình ca, hát nhạc lính cũng có. Em cũng có than đó, em nói trời ơi tập 4 bài này muốn đứt bệnh máu não. Nhưng mà em thì sự thật mà nói em cũng đi hát cộng đồng nhiều, các binh chủng nhiều cho nên mấy bài hát này em cũng có nắm rồi. Nhưng mà cũng tam sao thất bổn, cũng có câu được câu không. Bây giờ hôm nay mình hát là mình hát mình cầm cái khoác mình hát nương theo. Thí dụ mình đi hội đoàn không quân mình hát theo không quân nó khác. Mình nương theo mấy anh. Đó, còn bây giờ là mình hát trước mặt mọi người mà là chính thức là hát là có bộ hơi bị châm và ráng cố gắng cho nó hồi đầu giờ bước vô chào khán giả là chào trật lất à. Tại vì nguyên cái chương trình như vậy đó nghĩa là Phương Quế rất là lo từ sắp xếp bài hát, sắp xếp những cái thứ tự để mà quý vị biết cái chương trình live show nó rất là khó. Nếu mà thâu trước thì chúng ta có thể edit, chúng ta có thể bỏ cái logo này vô, bỏ cái logo kia vô đó. Nó dễ lắm nhưng mà chương trình live trực tiếp á rất là khó để làm việc đó. Thì sẵn đây cũng cảm ơn các anh chị em trong ban kỹ thuật. Các anh em chị em trong ban kỹ thuật rất là chịu khó để mà thực hiện cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các em và các em rất là giỏi. Mình vừa nói là các em biết liền cho nên rằng cũng cảm ơn các em nhiều. Và sau đây là có một cái bài thơ của anh cựu quân nhân Trần Thức ở San Luis. Anh đã làm nhân ngày quân lực 19 tháng 6 2017. Thì sau đây xin phép đọc cái bài thơ của anh Trần Thức. Vì anh đã gửi 2-3 bài rồi. Hôm nay đọc cái bài thơ này của anh rất là thích hợp. Và Trang Thanh Lan bắt đầu. Dạ. Anh trưởng thành quê hương bom đạn nổ, xếp bút nghiêng mang màu áo Jersey. Tuổi hoa niên dấn thân vào cuộc chiến, những bạn bè dăm đứa đã ra đi. Từ Cà Mau đến địa đầu giới tuyến, với giày xô áo trận nét phong trần, trời cao nguyên đêm về nghe buốt giá, chạnh thấy lòng thương nhớ đến người thân. Từ dân sự anh bước chân vào lính, những tháng thao trường dãi nắng dầm mưa, đêm di hành nghe lòng mình băng giá, vì chưa quen những ngày tháng quân trường. Rồi những năm tháng miệt mài trong chiến trận, ngày hành quân đêm phục kích ven rừng, dù nguy hiểm anh không hề chùn bước, cống hiến đời mình gìn giữ quê hương.
đời quân ngũ với giày xô súng đạn, lội suối băng rừng tiến chiếm mục tiêu, đêm không ngủ ngồi canh chừng giặc đến, đời lính gian truân và nguy hiểm nhiều. Đêm cao nguyên đông về xe thắt lạnh, rừng âm u bao phủ bởi sương mù, địch lợi dụng điều quân tràn ngập tuyến, anh hiên ngang đối mặt với kẻ thù. Các anh là những người trai ưu tú trong lòng người dân Việt của miền Nam. Dù hôm nay lịch sử đã sang trang, nhưng các anh được toàn dân ngưỡng mộ. Cảm ơn anh Trần Thức ở San Luis rất nhiều. Anh cũng là cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bài thơ hay quá anh. Dạ. Cho anh đính chánh hồi nãy anh nói ông Tô Công Biên đó là ca sĩ Trọng Nghĩa. Nhớ Trọng Nghĩa không? Hồi đó có một người hát ở trên đài phát thanh đó, hát toàn là giọng Nam không à. Ông ca sĩ Trọng Nghĩa. Trọng Nghĩa hồi xưa ha. Trọng Nghĩa hồi xưa. Em tưởng Trọng Nghĩa còn hồi, mình mới bắt đầu được lính đó. Anh nói ông hát giọng nào? Ông hát giọng Nam, ông hát giọng gì? Hát giọng Nam chứ không phải hát giọng Bắc. Giọng miền Nam. À ông phải nói là giọng miền Nam. Chứ tự nhiên giọng người miền Nam. Trọng Nghĩa xin lỗi. Chị hát giọng nữ. Đúng rồi anh đính chánh. Sao ông là sếp của anh á? Sao ông lên tới là trung tá Tô Công Biên? Anh nhớ. Tôi không phải Trần. Anh mày nói là hát giọng miền người miền Nam. Dạ. Tức là giống như ông Trần Văn Trạch đó. Ông hát giọng miền Nam. Trước khi chúng ta break time thì em xin một câu nhắn tin nữa. À, cô Bảy ở San Diego, à, chào cô Bảy. Bữa nay thấy ba cô ca sĩ và anh lính Việt Nam Cộng Hòa quá đẹp, quá trẻ. Gọi là thanh niên, thanh nữ chứ đâu có thấy cái các cụ đâu. Yêu cầu quý ca sĩ hát bài Không Quân Việt Nam để tặng cho các anh chiến sĩ không quân nhân ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Ôi em cảm ơn cô Bảy quá, cô Bảy an ủi ba cụ. Bốn cụ lận. Bốn cụ. Cô Bảy ở San Diego. Dạ dạ. Chắc. Dạ vâng, cô Bảy. Cô Bảy chắc là không quân. Chắc cũng không phải có quân chủng không quân. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiêu biểu bốn. Dạ đúng rồi. Lục quân, không quân và hải quân. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì chút nữa thì sẽ có bài Không Quân Việt Nam hạnh phúc. Và bây giờ thì xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua, quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại mua sắm qua số 1-877-892-6999. Và vâng, sắp tới đây Teletron sẽ khai trương chi nhánh thứ 15 tại Orlando, Florida. Và sẽ có một buổi nhạc hội hoàn toàn miễn phí vào ngày Chủ nhật 24 tháng 6 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại khu chợ Phước Lộc Thọ, Orlando, với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Hồng Nhung, Tâm Đoan, Đặng Thế Luân, Phương Hồng Quế, Ngọc Minh, Huỳnh Phi Tiễn, Trúc Lam, Trúc Linh, Mai Quốc Huy, Thiên Kim, Trang Thanh Lan, Philip Huy, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Cải Lương, Phượng Liên, hài kịch Bảo Liêm, Bảo Vi, MC Nam Lộc, Trần Quốc Bảo và tài tử Kiều Trinh, ban nhạc Hoàng Nghĩa, âm thanh ánh sáng do Sài Gòn Entertainment đảm trách. Ngoài ra, trong suốt 4 ngày đại khai trương, từ thứ 6 22 tháng 6 đến thứ 2 25 tháng 6, Teletron Orlando còn tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày mà không cần phải mua hàng. Nhạc hội mừng đại khai trương Teletron Orlando Chủ nhật 24 tháng 6 là hoàn toàn miễn phí, không bán vé. Kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự. Teletron trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, hôm nay là 19 tháng 6 là một ngày rất là đặc biệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là ngày quân lực, và cũng ngày đặc biệt của chúng em nữa là sinh nhật của Phương Quế. Chúc bạn Hiền sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn thăm sự rất là nhiều. Happy birthday. Rồi mình happy birthday nha.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cảm ơn các bây bạn giờ rất vấn là đề nhiều. Là chúc sức khỏe cho Quế. Sức khỏe dồi dào hả? Dạ, năm nay thấy hiếu mọi năm. Sức khỏe. Dạ, mình cũng chúc tất cả chúng ta dồi dào sức khỏe. Mình là cái ngày 19 tháng 6 là định mệnh của mình rồi. Cho nên là chắc trong bụng mẹ đã có yêu lính rồi, cho nên là sanh ra đúng ngày 19 tháng 6. Rất cảm ơn mẹ đã sanh con đúng ngày này, một ngày rất oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và con được cả nước, ngày xưa được cả nước đi diễn hành vào cái ngày sinh nhật của mình. Rất là hãnh diện, cảm ơn mẹ rất là nhiều. Bây giờ ngày sinh nhật của Quế cũng TV nào cũng có kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ đúng rồi. Rồi cũng nay cũng là ngày khai trương của Hương Wellness, công ty Hương Wellness thưa quý vị. Chuyên về sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho nam giới và nữ giới mọi lứa tuổi. Các sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức gồm Max One Up giúp phục hồi sức khỏe sinh lý cho nam giới, collagen chống lão hóa rất cải thiện vẻ đẹp, DHEA được cho dùng cho cả nam và nữ, giúp bổ sung kích thích tố, giúp tinh thần minh mẫn, sảng khoái, tràn đầy năng lượng. Mời quý vị ghé thăm để chúng tôi tư vấn miễn phí và tặng những sản phẩm sample. Địa chỉ 5421 West First Street, Unit 4, Santa Ana, California 92703, đối diện quán Hương. Hoặc quý vị cũng có thể ghé trang nhà hương wellness.com, ở Facebook thì Hương Wellness Store, hoặc liên lạc qua số toll free 877-HOOG99 hoặc là 877-486-6499. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với Trang Thanh Lan để được discount đặc biệt qua số điện thoại 714-713-2946. Dạ vâng, chương trình Thiên Hà Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm, xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Chúng tôi có nhiều loại thuốc như viêm loét dạ dày, chậm tiêu hóa, đau lưng, thần kinh tọa, đau vai cổ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, ngăn ngừa ung bú, bột dinh dưỡng dành cho người già và trẻ em kém ăn yếu sức, thuốc bổ đông trùng hạ thảo chính gốc Tây Tạng, có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Nhân dịp lễ Father Day mua 5 tặng 1 free shipping, muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc 1855-775-1069, 1855-775-1069. Dạ vâng, xin quý vị lưu ý là công ty dược thảo Cảnh Thiên chỉ có một văn phòng duy nhất ở trên đường Brockhurst thưa quý vị. Xin quý vị lưu ý để tránh khỏi là làm thầy làm thuốc, với số điện thoại là 1855-775-1069. Cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị, hàng năm nhân ngày kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh em chiến sĩ nha kỹ thuật được gọi là bóng ma biên giới có tổ chức một buổi hội ngộ để gặp gỡ đồng hương cùng các chiến hữu thuộc liên đội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận chào mừng ngày chiến sĩ tự do. Tiểu bang Virginia ban hành cho cộng đồng người Việt mừng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa với buổi lễ chào quốc kỳ. Chương trình dạ tiệc dạ vũ Đại hội Nha Kỹ thuật thứ 15, chủ đề Một thời vang bóng, một thời trong bóng đêm, được tổ chức ngày 24 tháng 6 2018 lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Fortress, Virginia, với các ca sĩ Phương Quế, Trang Thanh Lan, Đăng Vũ, ban nhạc The White Cat, giá ủng hộ $40. Kính mong quý các chiến hữu và quý vị đồng hương cùng tham dự. Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Trúc Mai 703-732-9999, Đoàn Hữu Định 703-475-6186. Ban tổ chức trân trọng kính mời. Dạ vâng, hôm nay thì chương trình kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là có anh trung sĩ Tuấn Khải, rồi có Băng Châu đến để mà hát những bản hùng ca cho quý vị nghe. Thì theo lời yêu cầu hồi nãy của chị Bảy ở San Diego, là yêu cầu bài Không Quân Hạnh Khúc, thì sau đây là bài hát Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Hạnh Khúc để kính tặng cho các chiến sĩ của quân chủng không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cô Bảy ở San Diego. Yeah. Giờ từng là người vượt qua biên giới quyết chiến đấu, ta chiến thiên công ngang trời.
làm chi. Giờ từng đoàn người vượt trên nước gió quyết chiến đấu, nhớ lấy phút giây tự ly. Ta là đàn chim bay trên cao xoay, kỷ niệm mơ khói lên kinh thành xa. Đôi cái tung hoành vượt trên mây xoay, ta là tiếng đầu bên trong đêm trà. Đây đó, hồn nước ơi, công quân Việt Nam lướt trên ngàn mây gió. Giờ từng là người vượt qua biên giới quyết chiến đấu, đã chiếm chiến công ngang trời. Giờ từng là người vượt qua biên giới quyết chiến đấu, đi không ai tin xót rồi. Lúc đất nước mang bằng người cầm thân yêu ra đi, hối tiếc tâm thân làm chi. Giờ từng là người vượt trên nước gió quyết chiến đấu, nhớ lấy phút giây từ đi. Ta là đàn chim bay trên cao xanh, khi nhìn qua coi như kinh thành xa. Đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh, ta là tiếng cầu bay trong đêm trà. Đây đó, hồn nhớ ơi, công quân Việt Nam lướt trên ngàn mây gió. Hùng quá luôn. Hát và hùng, hùng quá chừng luôn. Bây giờ, ví dụ như khán giả nãy có người hỏi em chứ chị Văn Châu hôm nay có thể hát một đoạn nào mà chị Văn Châu thích nhất để tặng quý khán giả. Đoạn thôi, không dám nói không dám nói nguyên bài. Tại vì em biết là chị Văn Châu khan tiếng. Hát không nổi, thật sự. Tại vì hát câu thôi, hát câu gì cũng được. 3 tuần lễ nay là Văn Châu 4 giờ sáng phải thức dậy để làm tin tức cho nên có việc làm mới hả? Có việc làm mới thì bây giờ nói luôn để khán giả theo dõi coi. Sao lại happy birthday đây chứ nghe rồi mà Quỳnh Phi Tiễn. Vậy mời Quỳnh Phi Tiễn hồi nãy á, bây giờ em bật mí luôn. Nãy Quỳnh Phi Tiễn hỏi cô cho con địa chỉ, con surprise cô Quế. Trời ơi, thương quá, cảm ơn con. Trời, con làm Quỳnh Tiễn xây ra, Quỳnh Tiễn xây mặt ra. Ồ, em con ngó mặt ra con. Ngó mặt mày con không biết sao, khán giả biết. Trời ơi, đây là một cái bất ngờ lắm. Happy birthday to you. Cảm ơn con rất là nhiều. Trời, mommy cảm ơn con rất là nhiều. Dạ. Nhà tôi nha, nhà tôi nha, nhà tôi nha. Tại con bên này đã đúng rồi.
Giúp chúng mình có bánh trời ăn. Trời ơi, quá dễ thương. Dạ, rồi, giờ thổi đèn con, đi. Con mới đi show về cho nên mặt mày không có được trang điểm gì hết. Vẫn đẹp như thường. Vẫn đẹp như thường. Vẫn đẹp trai. Cảm ơn. Má Quế một birthday thật là tuyệt vời. Cảm ơn con, rất là cảm động, không biết nói gì, muốn rớt nước mắt luôn. Con cũng vậy. Và... thổi đèn, thổi đèn, wish. Wish làm sao có một ngày đất nước Việt Nam chúng ta được hòa bình, tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là cái điều mong ước của tất cả mọi người dân Việt Nam, cũng như là cái điều mong ước riêng của Phương Hồng Quế. Cầu chúc cho quê hương Việt Nam chúng ta một ngày được tự do, dân chủ, nhân quyền. Và cảm ơn anh chị Trang Canada cũng đã nhắn lời đến để Phương Huy Thiện đến để chúc mừng sinh nhật Phương Hồng Quế. Cảm ơn con rất nhiều, chúc con thành công trên sự nghiệp. Cảm ơn. Giờ mình wish mình hỏi nha. Hỏi quá đẹp. Nói dễ thương. Kính thưa quý vị, đó là nam ca sĩ Quỳnh Phi Tiễn. Hồi nãy Quỳnh Phi Tiễn có nói với em, cô ơi, cô cho con lại địa chỉ đại, con tới con surprise cô Quế. Cái em mới cho địa chỉ. Mình không có biết thiệt. Cảm ơn, mình kính miệng ghê nha. Mọi lần nhiều chuyện nói rồi. Nhiều chuyện lắm, nói nhiều. Sao bữa nay không nói cho trơn mình hết hồn. Mình đâu có biết, tại vì Tiễn nói là hôm qua Tiễn đi show. Hay lắm. Kính thưa quý vị, Băng Châu thấy ở cái thời điểm này và hôm nay là ngày kỷ niệm 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước khi vào đây thì Băng Châu có nghe Phương Quế và anh Tuấn Khải dợt cái bài hát mà Băng Châu nghe lòng nó thật là bồi hồi. Chắc là mời Phương Hồng Quế và anh Tuấn Khải hát bài này đi. Xin Quế giới thiệu. Dạ vâng. Cái bài hát sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang đã đi vào lòng người khắp nơi trên thế giới, nhất là đồng bào Việt Nam chúng ta. Đã hát cái bài hát này nói lên tiếng nói đấu tranh, cũng như nói lên một tiếng nói chống quân xâm lược Trung Quốc qua cái bài hát này. Và từ đó mọi người ai ai cũng yêu mến nhạc sĩ Việt Khang. Bài hát Anh Là Ai, mời quý vị cùng nghe để chúng ta cùng vọng hướng về quê hương. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Ngăn bước tôi chẳng một chút nương tay. Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi nhau, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngang nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh là ai?
sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho đầu? Để ngàn sau ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, 1000 năm hay triền miên tắm tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này sẽ không còn Việt Nam? Oh, hay quá, phải hay quá. Rất là thích hợp với hoàn cảnh hiện tại mà đồng bào chúng ta trong nước biểu tình cũng có hát bài này, với lại bài Trả Lại Cho Dân của Việt Khang cũng hát cái bài này. Đây những bài hát đấu tranh mà Việt Khang đã đánh đúng cái thời điểm, cái thời điểm lúc trước khi mà Việt Khang sáng tác bài hát này là cái thời điểm mà đúng Trung Quốc. Việt Khang đã đoán ra trước cái chuyện nó sẽ xảy ra. Dạ. Rất là hay, một người nhạc sĩ. Dạ, đúng rồi. Có cái sự suy nghĩ xa vời mà nó đúng ngay cái hoàn cảnh của đất nước. Sự thật mà họ đã ký lâu rồi. Ừ. Bây giờ thì cái nguồn tin mới tung ra. Anh quá hay. Dạ. Chúng ta còn một cái bài nhạc nữa. Quý vị có thể gọi điện thoại vào để yêu cầu những bài nhạc lính thưa quý vị. Vì hôm nay là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu mà không thuộc nhiều thì chúng tôi cũng sẵn sàng hát một hai đoạn để tặng đến quý vị khán thính giả. Và cái bài hát kế tiếp nữa là bài Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Hạnh Phúc. Tức là chúng ta đã có lục quân, có quân chủng không quân, và bây giờ là bài Hải quân Việt Nam Cộng Hòa Hạnh Phúc. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Quân ra khơi hôm nay bờ nước Nam gió quê nồng máu say, ra đi ông vương thế nhi miền Bắc nước tiếng sẽ vươn quen vui trong ngân vân ly sông trên ngàn trùng sóng thân tôi trên Nam băng dương nước xanh hồn thái Bình Dương ra khơi sóng vang ra sao mênh mông sóng vang con tàu cơn ta theo chậm chậm tàu nhấp nhô mờ mờ xa mây núi dần dần xa mây núi nhưng không quên bên bờ chờ ra đi chung thương bát ngát ngày về tổ quốc đi cờ quân ra khơi hôm nay bờ nước Nam gió cây nồng máu say ra đi ông vương tuy nhiên miền Bắc nơi tiết sẽ vươn quen vui trong ngân vân ly sông trên ngàn trùng sóng thân quê trên Nam băng dương nước xanh hồn thái Bình Dương ra khơi sóng vang ra sao mênh mông sóng vang tổ quốc đi cờ.
đi. Hay quá. Hay quá. Tức là quá có cố gắng. Mọi người đều có cố gắng. Các em có cố gắng. Sẽ được thưởng, các em lát sẽ được ăn bánh birthday của Quỳnh Phi Tiễn tặng. Chị cháu, chị cháu ăn cho nó lên ba thứ. Nè anh Nghĩa, anh có nghe không? Anh ăn hát hậu cao bị phô. Khải, anh Khải có nghe không? Có nghe ăn này để được lên ba thứ đó. Cao được cao ba thứ. Chắc bây giờ mỡ. Mời Trang Thanh Lan hát. Cao máu à? Cao máu. Em hát vậy là phong tấm. Chị hát đi. Nãy hát bây giờ Khải hát được một bài không? Bị xét. Nói chuyện. Bây giờ hai khách mời. Hai khách mời là bệnh hết trơn. Là tức bữa nay ngày quân lực mà không mình bị khang tiếng mình tức lắm. Thôi hai khách mời của chúng ta bị khang tiếng rồi em. Ghê á. Hát hậu ca mà bị xét hết đấy. Nếu mà Phương Quế đó hẹn là một ngày nào mình làm cái chương trình mà nói về lính nữa. Dạ. Thì mình sẽ có thể là rất là hoàn hảo. Thì mình thôi thì để em mời Văn Châu rồi họ đã làm được một lần cuối đi. À, để hát cái bài của nhạc sĩ Trúc Phương mà em hay đi hát cho các anh lính chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Được yêu cầu nhiều nhất là bài Trên Bốn Vùng Chiến Thuật của nhạc sĩ Trúc Phương. Bây giờ em kính tặng quý các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các chị đang coi chương trình của chúng em. Xôn thứ em hy sinh. Lừa thù nó đôi mắt chân nghe là từng khu chiến thuật áo đường xa không ấm gió phương xa nghìn đêm vắng mây mù trên núi cao rừng sương che lối vào đồng ruộng mênh mông nước đêm đêm nằm đường ngăn bước thù áo nhà bình thường linh lính tương quê vì đời mà gió linh đón thấy giặc về làm phấn xanh cây lá ple me gió mưa mùa tây ninh nắng nung người mà trần địa đồng tham vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận gặp gỡ trong cơn lốc xưng tao gọi mày thương quá gần bốn vùng mang lưu luyến bước bâng quơ của vạn gọi mày thương quá gần bốn vùng mang lưu luyến bước bâng quơ của vạn người phải nói là nghĩa đờn quá hay đờn hay người hát cũng hay luôn đờn mùi á mùi đó nhớ mai hát được với cái Băng Châu hát một bài mà một câu có những có những đêm dài đi xuống tông vậy xuống tông giọng ra anh Tuấn Khải hát có kỷ niệm nào mà lại hát hội ca mà bị xét mới bị xét Trần Lan hát là mình nhớ là ngày xưa quá nó buồn thê mang mát nó buồn nhớ là cái này em đi hát tiền đồ mới hát bài này nhớ lắm những người lính anh có xưa. Kỷ niệm nào mà đáng nhớ mà trong lúc mà anh đi công tác không? Anh đi công tác hồi xưa đó anh kể cho quý vị khán thính giả có nghe. Một cái chuyện nó cũng buồn cười lắm thì trong lúc tụi anh đưa hát nó như nãy Băng Châu nói đưa hát nó bị pháo kích thì hồi đó chưa có keyboard hồi đó là guitar
guitar mình nếu mình thường thường chỗ có điện thì mới có điện, không mới quýnh guitar thùng với lời cái accordion. Nghĩa biết cái accordion gì thì ở trong ban văn nghệ anh có anh đó tên anh Minh, anh ở ngoài miền Trung, anh cũng làm trong văn nghệ tụi anh. Thì trong lúc pháo kích thì anh em lo kiếm đường bỏ vô chạy đi núp, thì tụi này chạy tứ tua thì đi chạy theo anh đó, anh ôm cái đờn anh chạy vô cái ngã này nè, nó có chỗ đường nhỏ nè, mà vô anh ôm cái đờn anh vô kẹt vậy nè, anh vô không được, cái cứ bung ra, cái mấy anh chạy sao đó sao không vô đây mà cứ đứng quá, nó kẹt cái đờn phải bỏ cái đờn xuống, phải bỏ đờn xuống mới vô được. Ông quýnh nó ôm cái đờn, quýnh nó ôm cái đờn nó bự vậy nè, ông sợ em biết ông sợ hư cái đờn, hư cái đờn là ông cứ ôm ông lấn vô, mà cái đường có chút xíu ông cứ kẹt cái đờn vô vào đường bận sao lấn tới, ông nói kẹt cái đờn phải lấy cái đờn bỏ xuống thì mới đi vô được. Ở cái kỷ niệm nó đường bị pháo kích được ha. Mà mình không có quen kinh nghiệm, mình nghe là mình sợ mình chạy tán loạn hết đó. Như có lần em hát ở ngoài Đồng Đế Nha Trang á, mà em hát ngoài Đồng Đế thì tối đó ngủ mấy cái ghế bố đó văng mùng, giống như bệnh văng mùng, cái nửa đêm pháo kích mọi người dậy chạy, cái em đang ngủ mà giật mình tỉnh dậy em quơ xong càng quơ cái mùng nó càng quấn nó quấn em xong cái mùng luôn, em cứ cứu em cái mà em cứu em dở mùng ra, tại vì cái mùng nó cứ quấn như mình càng rối cho nó càng quấn, biết ngõ nào chưa ra rồi nó sập dây rớt rồi tùm lum hết trơn, rồi cuối cùng mà chui ra được rồi mấy người thôi hết pháo kích. Nghĩa chưa có nếm qua cái mùng đó, nó chưa nếm qua Nghĩa còn nít mà. Mình có cái bài yêu cầu là cái bài Một Người Đi Xa, mình còn giờ để hát một lần không ha? Còn nếu còn thì mình hát cái bài yêu cầu ở trên chương trình Thái Hậu Phương. Có mà một vị yêu cầu bài này mình quên tên rồi. Cái bài Một Người Đi Xa là của nhạc sĩ Trúc Phương là đầu tiên. Và cái lời thứ nhất, và sau đó nó mới trở thành cái bài Mưa Nửa Đêm là cái lời thứ nhì. Dạ. Đầu cho tiên là Một Người Đi cái Xa. Cái bài hồi xưa quấy học nhạc sĩ Nguyễn Đức đầu tiên đó, thì anh Nguyễn Đức á, anh giờ cho Phương với cái bài này, người ta hát cái bài này nhớ thầy Nguyễn Đức rất là nhiều. Hôm nay để hát lại cái bài này theo lời yêu cầu ở trong tiếng Hậu Phương, một quý vị nào yêu cầu mà quên tên. Nghĩa coi hôm nay khăn tiếng quá, hồi đó hát la chắc giờ hát la thứ la bemol đi nha, rumba. Cái bài là bài Mưa Nửa Đêm là cái lời thứ nhì, bài thứ nhất là Một Người Đi Xa. Người
xa chưa về. Cái bài hát này là Băng Châu đã nghe, đầu tiên là chị Hoàng Oanh, còn Cái Mưa Nửa Đêm là chị Thanh Thúy. Đúng rồi, à. Sau này anh Trúc Phương anh đặt cái lời thứ nhì, chứ bài này lời đầu tiên năm 60 mấy là, đó. Lúc Hoàng mới vô hát. Học nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức năm 63 đó, thì là thầy Nguyễn Đức giờ cái bài này nè. Một đêm mưa gió có một người đạp cái xe đạp, là mình. Mưa gió bão bùng đi vô nhà nhạc sĩ Nguyễn Đức để đi học nhạc á. Mưa trong hẻm đường Vĩnh Viễn của nhạc sĩ Nguyễn Đức. Xe lửa cốt truyện luôn đi. À, tới đây. Cho nãy nghe luôn, xe lửa cốt truyện đời em quý. Không, em chỉ kể ngắn thôi, tại sao không còn giờ chứ cái cuộc đời đi học hát của em nó dài thòn. Còn 8 phút mình còn bài hát nữa thôi. Mà phải nói là mình là những người từ nhỏ đó, mình đã có cái tâm hồn văn nghệ, mình yêu lắm. Văn nghệ lắm mình mới chịu khó vậy được. Chứ còn bây giờ mà kêu mấy nhỏ nhỏ này kêu đi đạp xe lửa dưới mưa chứ không có. Trời ơi, em đi hát khổ lắm nha. Em đi học nhạc, nhà em thì ở chợ Tân Định. Đi tuốt cho đường Vĩnh Viễn, chợ lớn là cái chỗ mà bán Nguyễn Tri Phương, bán nghêu sổ hết rồi đó, nhớ không? Đó, em đi vô trong đó. Nghĩa là đi ngày thường thì tôi không nói chị, đến mà những ngày mà mưa đó thì cái đường hẻm ở nhà anh Nguyễn Đức á, thầy á, ngập tới đây nè. Tuốt ở tới gần tới bụng mình luôn. Lúc đó mình còn thấp mà, tôi có được cao chưa, cao chỉ có nhổ giò. Thấp thôi. Mà đi nước ngập về nó ướt như con chuột vậy đó. Trời đi vô tập nhạc đó, mà ngày đầu tiên mình vô học thầy đó, là cái ông anh mình cũng dẫn mình vô đó, anh đó tên là anh Hải, anh đờn guitar đó. Thì anh tới nhà thấy mình sao giặt đồ rửa chén cũng hát hết trơn á, giặt đồ cũng hát mà rửa chén cũng hát nữa. Cái anh mới nói chú ơi, ổng là ông anh mình kêu ba mình, chú nhỏ này cái giọng nó hát con nghe được, chú để con dẫn nó đi học nhạc. Cái ba mình mới nói chứ nhỏ này mà hát gì. Nó không, để con dẫn nó vô, con biết con nhỏ này là cái giọng nó là có tương lai được á. Thì ông dẫn đi, hai anh em đi hai chiếc xe đạp, cũng một trời mưa gió bão bùng, vô gặp ông thầy. Thì anh Hải mới nói anh Hai, thì anh Nguyễn Đức là học trò kêu bằng anh Hai không, chứ không kêu bằng thầy, tất cả học trò đều kêu anh bằng anh Hai. Thì nói anh Hai, giới thiệu anh Hai, nhỏ này nó ham hát, ở nhà anh hát tụi mình thấy giọng được, anh Hai thử giọng nó đi. Cái ông dòm vậy, chứ ông dòm ướt như chuột vậy đó, mà mặc cái áo sơ mi ướt tùm lum hết. Cái ông nhìn nó chứ, trời con nhỏ này mặt xấu quá mà hát gì mắt lé nữa. Ông nói mình câu vậy, mắt lé không đâu. Hồi nhỏ không biết sao, tại lần đầu tiên anh Nguyễn Đức gặp mình, ông thầy gặp mình, nhỏ này mặt xấu quá mắt lé xẹ mà hát gì mày nhắm hát được không hả? Trời, ông thầy hỏi cô đó là mình sững, mà mình cũng mắc cỡ nữa phải không. Cái chuyện học đi học hát của mình là kìa, mà sự thật 100% luôn á. Chứ giờ ông thầy chơi câu nhỏ này xấu quá mắt lé hát gì, mà không biết mình lúc đó có lé không biết nữa. Là ông nhìn, có thể là ông thầy tối ông tình, khi mà vô tới trong đó là buổi tối 7 giờ là học lớp đêm. Mắt học lớp đêm mà lúc đó anh Hai cũng còn trẻ mà. Anh Hai còn lớp mấy tuổi, bên Việt Nam đèn mù chứ đâu phải đèn mờ. Mà biết sao lại mình học lớp tối, tại buổi chiều mình đi học về là 6 giờ. Thì anh Hải nói thôi đi học về là anh dẫn đi liền. Thì vô trong đó thì đạp xe đạp vô cũng 7-8 giờ tối rồi. Đó, thì ông thầy nhìn sao nói vậy, sao thất vọng. Còn mắt lé nữa. Thất vọng dễ sợ, nhớ hoài ông thầy luôn. Sau này anh Hai chê mắt lé nữa ông thầy. Nói trời, lúc đó không biết anh Hai sao, chắc anh Hai lé quá. Lúc đó sau này mình học trò ruột nha, ai cũng đi về hết trơn rồi, ông kêu mình lại. Tức là như một bàn học trò khoảng chừng 20 mấy người đó. Thì ông mấy người kia tản hạn tan học là 9 giờ đêm. Ông kêu về hết, ông kêu mình ngồi lại một mình để ông giật cho mình, vừa đánh nhịp vừa nhạc lý thì cái nọ ông giật riêng cho mình đó. Xin lỗi Vương Quế, trong cái đám học trò đó Vương Quế có người nào nổi tiếng như Vương Quế không? Có nhiều lắm anh, có chị Phương Huệ Tâm, Phương Hạnh, chị Phương Hạnh, rồi cái đợt trước em á là chị Thanh Lan, chị Hoàng Oanh cũng học của anh Nguyễn Đức. Rồi chị Thanh Lan, chị Hoàng Oanh, chị Kim Loan cũng một thời học của anh Nguyễn Đức nữa. Đó, thành thử ra đợt sau là chị Phương Huệ Tâm, chị Phương Hạnh, rồi em, rồi Phương Hồng Ngọc nữa. Đó là nhiều sau, nhiều lắm. Nhiều lắm, có Phương Hồng Trinh rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi bây giờ tản mát mấy người không còn đi hát nữa, Phương rất Hồng là Công. Nhiều. Phương Hồng Công hai bên không có hai chữ Chợ Lớn, không đâu mất rồi. Phương Hồng Công bên không Chợ Lớn. Hai bên không có hai chữ Chợ Lớn. Mình nói chuyện cho vui để mình sắp đến giờ. Mình hết giờ rồi phải không? Hết giờ rồi, giờ hát một bài nè để chia tay với quý vị. Nếu mà nói hết cuộc đời mình chắc phải nói một chương trình nữa. Đúng rồi. Thôi giờ mình tạm ngưng đây đi. Mình sẽ hát cái bài Thề Không Phản Bội Quê Hương đi. Đúng rồi, cái bài này nó cũng rất là hay. Bài Tông La cưng, kỳ trước mình hát rồi. Một cánh tay đưa lên á. Nó hai bên.
lật qua la có bị thấp không? Vâng, tôi nhìn như đó đi ha, đứng đứng mình đứng đi quế thuộc với không ơi. Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, vì đấu tranh trong nền hòa bình tâm trình, đập phá tan lung tung, đầu hàng cái quân xâm lăng, hòa bình phải trong vinh quang, nên không lao bóng dương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau, nào cùng sát vai bên nhau, thề nguyện với tay dâng cao, quyết đấu tranh cho ngày nào hoàn thành mang ước nước trong tay ta. Là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quân hương ta, cờ trong nước nghe sông Hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết không để vào đường thế tôi, đúng lực lòng tin của đất nước nông nô. Quyết chiến, thề quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau có cho ta sống còn. Vần nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên. Hàng vạn sức quân công lao đang căng mình cho sức mạnh hào hùng quân dân thề cho bao uy chân ngồi cùng với quân xâm lăng ta thà chết chứ không hề lui quyết không hề phản bội quê hương. Một cánh tay đưa lên hàng ngàn cái tay đưa lên hàng vạn cái tay đưa lên quyết đấu tranh nền hòa bình công chính đập phá tan muôn toan đầu hàng cái quân xâm lăng hòa bình phết trong vinh quang lên công lao bỏ dương hùng anh. Nào đứng lên bên nhau nào cùng sắp vai bên nhau thề nguyện với tay lời cao quyết đấu tranh cái khi nào đạt thành mong ước phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta tình đoàn kết quê hương ta trên âm mưu trên chúng tôi sơn hà. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh về hòa bình đen tối, trắng liên hiệp ngồi chung của đất nước không nổ. Quyết chiến, thề quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết, để mai này về sau con cho ta sống còn. Vầng nước đang vươn lên, hàng ngàn chiến công chưa quên, hàng vạn sức quân công nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân thề cho bao vui chân. Ngồi cùng với quân xâm lăng ta thà chết chứ không hề lui quyết không hề bàn về quê hương ta thà chết chứ không hề lui quyết không hề. Mời hai bạn gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả. Dạ, Xuân Khải xin kính chào quý khán giả của Đài Hồng Việt TV. Dạ. Vâng, cho một lần nữa xin kính chào tạm biệt quý vị. Kính chúc quý vị luôn luôn gặp nhiều may mắn và sức khỏe tràn đầy. Dạ, chương trình chúng ta tới giờ chia tay rồi thưa quý vị ơi. Xin cảm ơn chị Băng Châu và anh Tuấn Khải đã tới đây. Hôm nay là kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất là vui. Không khí rất là sôi động và hào hùng. Để nhớ lại một thời chinh chiến của các anh. Băng nhạc của Nghĩa đánh những bài hùng thì rất là hùng, những bài tình thì rất là tình, hay quá. Trang Thanh Lan, Phương Quế, chị Băng Châu, anh Tuấn Khải cũng như Nghĩa Sữa, rất cảm ơn những lời nhắn vừa qua với chương trình. Chúng ta dừng ở đây. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Chào quý vị. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.